Nhân chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại đợt 11 của khu cá tầng cuối sinh. Thì trong đây thì Nhân không có bán, nhưng mà Nhân cũng cập nhật lại cho cả nhà mình kỹ cái tình hình hạ tầng ở đây. Thì phải nói là cái hạ tầng công ty, phía công ty làm rất là nhanh. Bây giờ chỉ còn đổ nhựa nữa là xong hết rồi. Đổ nhựa trồng cột điện, còn vỉa hè là nó xong hết rồi. Thì có cũng là rất là nhiều khách, rất là nhiều khách hàng ký gửi cho Nhân bán. Thì hầu như là nhân cũng nói thẳng luôn là bán không được. Tại vì một cái lý do là nó đơn giản như thế này, là khi mình mua ở trong đây là cái giá nó khoảng 12 triệu rưỡi một mét vuông á, cho nên là đâm ra là cái giá nó cũng hơi cứng một chút xíu. Còn những cái lô ở ngoài kia đó, ở ngoài kia là hạ tầng nó xong hết rồi, sổ sách nó gần có rồi, nhưng mà người ta gửi bán lại cái giá nó khoảng 10 triệu mét thôi, cho nên là người ta sẽ quyết định là người ta mua ngoài kia chứ người ta không có chạy vào đây mua. Cho nên là rất là khó khi mà khách hàng mình ký gửi lại bán thì rất là khó bán, tại vì đơn giản là ngoài kia nó hạ tầng xong rồi, sổ sách gần có rồi mà giá nó rẻ hơn trong đây, và cho nên là người ta quyết định là chọn ngoài kia thôi, cho nên trong đây là rất là khó là bán. Thì cũng một cái lý do mà nhiều khách hàng hỏi Nhân là tại sao mà ở trong đây cái giá nó cao như vậy mà công ty lại bán được. Thì một cái lý do mình dễ nhìn nhận nhất, tức là khi mà mua hàng của công ty đó, thì công ty sẽ cho mình thanh toán theo tiến độ, mình trả góp, mình trả trước chỉ 50%, còn 50 là mình góp trong vòng 2 năm. Thì có những cái khách hàng người ta không có đủ tiền để người ta mua luôn vào đây đó, thì người ta sẽ vào trong đó, vào trong đợt 11 để người ta mua, người ta được góp. Hoặc là có những cái khách hàng là người ta vẫn biết là cái giá nó rẻ mà người ta không mua đó, thì do là thứ nhất là trả góp đó, thứ hai là người ta vẫn muốn mua hàng của công ty đó. Cho nên là bây giờ có một cái số khách hàng, thì nói chung là một số khách hàng thì người ta sẽ biết, và có một số khách hàng thì người ta không biết cái chuyện đó. Cho nên là khi mua đầu tư mua trong đó rồi mới mấy tháng thôi mà gửi Nhân bán lại đó, thì một cái chuyện nó rất là khó làm. Và làm sao bán được thì bắt buộc cái khu ở ngoài, lúc mà nó lên tới đỉnh, nó lên khoảng 13-14 triệu, thì ở trong đó mình mới có thể bán lại được. Hoặc là có những khách hàng nếu như người ta đang còn góp đó, thì khách hàng nào mà không đủ tiền mua qua đây thì có thể là vào đó để mua trong đó và tiếp tục trả góp. Còn ví dụ như mình mua mà mình để lâu dài thì ok rồi, nó không hoàn tới. Bởi vì thật sự là mình nhìn trong đó thì nó hơi ở phía trong một chút xíu. Nhưng mà sau này công ty mở thêm khoảng 100 hectare nữa ở trong đó, thì tiếp tục mở rộng ra, thì lúc đó mình không còn ở trong nữa, mình cũng nằm ở giữa rồi. Thì lúc đó là mình sẽ bán lại nó dễ dàng hơn. Nhân cập nhật sơ cái đợt 1 cho mình thôi, thì cả nhà mình hãy là chưa đăng ký thì đăng ký kênh của Nhân nha, để mình xem được những video sau và xem cái tình hình bất động sản của khu Phú Sinh hoặc là những cái khu khác của thị trường bất động sản Long An. Thì khi mà cả nhà mình thấy được những cái nơi nào mà cái giá nó hợp lý và cái vị trí nó ok, mình thích, thì lúc đó cứ liên hệ với Nhân sẽ tư vấn cho cả nhà mình.